Trong cái chương trình này Hồng Nhiên khuyến mãi cái này anh chị mình thấy ngon nè. Ví dụ như Hồng Nhiên nói anh chị là một cái đồ của Kyocera, thương hiệu của Nhật ha. Thì một cái máy Kyocera, một cái máy bắn vít về anh chị mình thấy nó rất là rẻ. Tức là một cái thân máy này 1.580.000. Nhưng mà anh chị mua thân máy này, anh chị mình sẽ được tặng cái này, bộ này cũng có mấy bộ anh chị nha, rất rẻ luôn. Tặng một cục pin này. Thì cục pin này anh chị mình sẽ thấy rằng nó chạy được cho The Watch, nó chạy được cho đế tông, có cái đế tông đằng kia không thấy hả? Có đế tông, chạy được cho đế tông anh chị. Rồi gì nữa? Nó sẽ xài cho The Watch nè, Kyocera và đế tông nó sẽ xài giống nhau nha anh chị. Về một cái loại chân này. Đây, thì anh chị mình thấy tặng luôn cục sạc 4A. Tặng luôn cục sạc 4A nè. Đó, khi anh chị mua cái máy thân bắn vít này thôi 1.380.000. Ủa 1.580.000 là anh chị mình được tặng một cái máy bắn vít vậy nè. Ở một cục pin vậy nè. Đó. Rồi một cục sạc 4A vậy nè. Rồi anh chị mình thấy là cục pin này nó sẽ xài cho đế tông được nè. Đó, thấy không? Và chắc chắn nó xài cho The Watch được nha anh chị. Rồi thêm một cái này nữa nè. Anh chị mình thấy ở đây cục pin Hồng Nhiên đóng lên không? 5A. 5A này nó cũng xài được cho đế tông vậy nè. Rồi. Đó, rồi. Nó cũng xài được cho Kyocera như vậy nè. Đó. Thì anh chị mình thấy cái cục pin thông thường anh chị mình thấy là thường thường pin đóng nó không nhận sạc riêng, nhưng mà cái hệ mạch này của Hồng Nhiên là nhận vô sạc The Watch và nhận vô sạc Kyocera. Nè anh chị mình thấy nhận sạc không? Đó, đỏ nè, thấy không? Đó, tức là cục pin này Hồng Nhiên đóng kèm, bán kèm theo cho anh chị, giá siêu rẻ, giá hỗ trợ cho anh chị. Rồi, cái đó là nhiều anh chị nói giờ tao không có cục sạc hãng thì sạc sao. Đây anh chị mình thấy cục sạc adapter có luôn. Đây, ở đây tại anh chị mình không thấy chứ đỏ đèn sạc rồi đó. Sạc bằng cục sạc adapter, tức là nó vừa sạc đế được và nó vừa sạc adapter được. Thì nhiều khi anh chị nói là bây giờ mua mấy cục pin của hãng đi, The Watch đi, 1.500.000 mấy chục ngàn nó mắc, hoặc là của Kyocera này cũng 1.600.000-1.700.000 cục pin nó mắc, đúng không? Cho nên là anh chị mình có thể mua kèm cục pin của Hồng Nhiên, chỉ bán kèm đi theo cái hệ của Kyocera này là giá hỗ trợ thôi. Bình thường anh chị mình thấy cục pin 5A này Hồng Nhiên bán 850.000, nhận sạc gin, nhận sạc adapter, hai mẫu sạc. Rồi, Hồng Nhiên sẽ bán kèm cho anh chị nếu anh chị mua cái bộ Kyocera này. Đây, 1.580.000 thì anh chị được mua cái cục pin 5A này. Giá nó là 550.000. 550.000 có cục pin 5A ha. Đó là anh chị mình xài cho Deadtone, cho Kyo, cho luôn cả The Watch. Đó, thì cái có cái mức giá vậy. Ok. Đó là anh chị mình thấy là cái lợi thế là anh chị mình được mua cục pin rất là rẻ để xài cho The Watch đồ kiểu ha. Xài hoặc là anh chị mình có thể là xài cho Deadtone kiểu vậy. Ha. Rất là hữu hiệu. Rồi, một cái nữa là anh chị mình thấy nè, một cái quạt thổi. Đây, anh chị mình thấy là một cái máy quạt thổi. Đây. Quạt thổi này thì anh chị mình thấy là của Kyocera, thì cái quạt này có số lớn, số nhỏ nha anh chị. Đây. Cũng khá là mạnh mẽ ha. Cái thân máy quạt thổi này giá bán cho nó anh chị là 1.290.000. Anh chị mình cũng được mua cái cục pin của Hồng Nhiên với giá 550.000 thôi. 550.000 là anh chị mình mua kèm theo với cái quạt thổi này chẳng hạn ha. Đó, nói về máy pin là như vậy. Nó có, nói chung có nhiều mã máy pin, nhưng mà hôm nay Hồng Nhiên chỉ giới thiệu một số mã về máy pin cho anh chị. Và ở đây anh chị mình thấy là Hồng Nhiên test cái máy phun sơn không. Cái máy phun sơn này phun rất là mịn anh chị. Hầu như là ở trên thị trường nếu phun sơn điện không có nào phun mịn bằng này hết. Tại vì bét 1 ly 3 là quá mịn, gần như bít tu lê rồi anh chị. Đó, thì với cái giá bán của cái phun sơn này cho anh chị, giá nó 1.590.000 thôi ha. Giá tính cho anh chị 1.590.000 cũng là một cái mức giá khuyến mãi cho anh chị ha. Rồi, ở đây thì anh chị thấy là một cái máy khoan này. Cái khoan này nó có nguyên cái thùng nhựa và nó có bộ đồ nghề bên trong luôn. Giá bán cho anh chị cực kỳ rẻ luôn, 699.000. Cái khoan này của Kyocera. Cái khoan này của Ryobi. Tức là cái thời điểm đầu anh chị mình thấy nè, cái chỗ này anh chị mình mới thấy được là Hồng Nhiên nó không sai á. Ryobi là thương hiệu rất là lớn bên Nhật đúng không? Nhiều người biết Ryobi nhưng mà nhiều người không biết Kyocera. Thì ở đây bên này Ryobi nó lại để ở đây là Kyocera. Đó, để Kyocera nè anh chị. Một bên là Ryobi, một bên là Kyocera bảo hành 1 năm. Và giá anh chị mình thấy có nguyên bộ đồ nghề, có thùng nhựa luôn. Nhưng mà giá nó chỉ về còn có 699.000 đúng không? 699.000 được, rất rẻ luôn. Anh chị mua này về xài vừa công trình vừa gia đình xài ngon lành hết. Hoặc là anh chị mình mua máy khò,
À, anh chị mình biết Hồng Nhiên bán máy khò này rất là nhiều lần rồi, thì nó sẽ có đầy đủ cho anh chị rất là nhiều thứ ở bên trong máy khò này, đúng không? Như cái đầu, đủ các loại bào đầu, 4, 5, 6 loại đầu gì lận đó. Thì có nguyên thùng nhựa nữa để bảo quản nó tốt hơn. 2000W, maximum của nó là nhiệt của nó là 600 độ anh chị. Giá máy khò này tính cho anh chị mình 680.000 được rồi ha. Đây là giá mức giá khuyến mãi cho anh chị, chứ thật sự giá bây giờ nó rất là cao, nhưng mà ở thời điểm bây giờ là Hồng Nhiên cũng cố gắng khuyến mãi để anh chị mình mua cho nó được ha. Đó rồi, tới một cái máy mài như vậy đi. Một cái máy mài đây, nhỏ gọn, bảo hành 1 năm, công suất 650W, có con máy như vậy nè, anh chị cầm gọn gàng vậy nè. Đó, 650W vậy nè. Nhưng mà giá tính cho anh chị 580.000 ha, cho con máy mài đá 1 tấc, full mới bảo hành 1 năm. Anh chị muốn mua công suất nó lớn hơn, kia 650, còn này tới công suất 900.000, AG 1000, công suất 900W. Nó sẽ mạnh mẽ mà đặc biệt rất là êm nha. Đặc biệt nó êm lắm chị. Đó, ok ha. Đó. AG 1000, công suất 900W, thân nhỏ gọn như thế này. Giá bán cho anh chị mình nó sẽ là 780.000. Có một cái AG 1000 như vậy, anh chị mình cầm đi công trình là coi vô tư luôn ha, công trình là thoải mái. Nếu mà nói về máy khoan thì anh chị mình thấy cái này nó có thùng nhựa. Kyocera đặc biệt nó sẽ có thùng nhựa nha anh chị. Đây, cái mẫu máy nó như thế này, 13 ly, 650W, bê tông búa đầy đủ, chức năng đảo chiều, chỉnh tốc độ đầy đủ ha. Và cái mức giá cho anh chị nó còn lại là 880.000 cho một cái máy khoan như thế này ha. Đó, anh chị mình thấy nhìn nó lực lưỡng ha. Đó, ok, điều chỉnh tốc độ trên cò, 13 ly, bê tông sắt đây, tay nắm trợ lực. Đặc biệt cái này nó có thùng nhựa cho anh chị, thùng nhựa bên ngoài ha. Rồi, một cái máy khoan bê tông, 3 chức năng. À, cái mẫu này của Kyocera mới ra, nhưng mà bán cũng rất là chạy. Do là máy nó mạnh mẽ, 3 chức năng, khoan sắt, khoan đục và đục không ha. Công suất của con máy này là 800W. Model của con này là 2006G, Kyocera bảo hành 1 năm. Nhưng mà giá cho anh chị có 1.990.000 thôi. 1.990.000 con máy thương hiệu của Nhật, anh chị mình xài là vô tư, bảo hành tới 1 năm. Rồi, nếu mà anh chị nào đã từng xài cái máy chà nhám rung của bên Kyocera là nhiều anh chị sẽ biết. Cái máy này nếu nói về một số hãng lớn á, khó có con máy nào đấu với máy này nói về độ bền như vậy. Thực sự luôn á nha. À, Kyocera anh chị mình thấy con chà gung này ở đặc biệt là những anh chị miền Bắc xài sẽ rất là nhiều ha. Đó, giá của nó có 960.000 thôi, nhưng mà thật sự nói về độ bền chưa nào thua này. Không, mẫu này em nói anh chị là hơi bị dữ dàng luôn á. Ok, 960.000 bảo hành 1 năm là thấy ngon lành rồi đó, đó là công nghiệp rồi. Anh chị mình muốn xài những cái mẫu mà giống như máy mài hay đá để mài dao, mài kéo, mài trong gia đình, đánh bóng, lặt vặt đồ. Anh chị mình mua máy này, hôm nay Hồng Nhiên khuyến mãi máy này rất là tốt cho anh chị. 1.490.000, nhưng mà khuyến mãi cho anh chị chỉ có 1.250.000 thôi. Đặc biệt tặng cho anh chị thêm 2 viên đá nữa, cho anh chị mình mua cho nó dễ luôn ha. Đó, nghe cái giá này bữa nay là chơi liền nha. Đó thì cũng chỉ có đâu đó mười mấy máy thôi anh chị ha. Lâu lâu Kyocera nó hỗ trợ thêm mười mấy máy cho anh chị vậy thôi. Đó, 1.250.000 một máy mài Kyocera đá 1 tấc rưỡi, công suất của nó là 250W. Thì anh chị mua máy này có 1.250.000, tặng 2 viên đá, đá to đá mịn. Còn anh chị muốn mua đá 200, con máy 370W, máy bự, ok, thì anh chị mình sẽ trả cho Hồng Nhiên là giá 2 triệu. Ok, chuẩn luôn, 2 triệu. Đó, thì anh chị mình có nhu cầu về sản phẩm nào, liên hệ Hồng Nhiên qua những số hotline bên trên. Anh nào đã từng sử dụng Kyocera rồi, thấy như thế nào, hợp lý hay không, anh chị mình có thể để lại comment bên dưới. Đặc biệt hôm nay Hồng Nhiên giới thiệu cái cục pin cho anh chị là rất là đáng đồng tiền ha. Đó, thì anh chị mình có nhu cầu mua kèm, chứ còn thành bình thường mua lẻ là nó sẽ cao nha anh chị. Rồi, có nhu cầu liên hệ Hồng Nhiên qua những số hotline bên trên. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật nhiều video mới. Còn bây giờ Hồng Nhiên xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.